gia đình đến từ Nam Bộ chúng ta. Vâng, xin chân thành cảm ơn những chàng tới đây rất là mạnh ạ. Dạ, mạnh này nãy bộ. Vâng, em cũng xin giới thiệu về bên tổ vụ cũng như những người đồng hành với là tất cả quý anh chị và đại gia đình của chúng ta trên xe số 2 của mình, cũng như là xe số 1 của chúng ta ở đây nữa anh chị, nhưng riêng xe số 2 của mình. Một trong những người đưa quý anh chị chúng ta đi đến đây và về đến chốn, anh là một trong những người đưa du khách chúng ta đi trên những cung đường du lịch thân thương của Việt Nam, đặc biệt là một trong những người đạt huy chương vàng của ngành lái xe an toàn ngành du lịch năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại gia đình mình cho một tràng thật là lớn và đồng nhiệt ạ. Chúng ta gửi lời chào mừng đến anh Hùng bên bộ phận tài xế của chúng ta, một trong những tài xế rất là đẹp trai và dễ thương ở đây. Vâng, thì em cũng xin giới thiệu thêm một thành viên nữa. Dạ, em tên là Phong và họ tên đầy đủ của em là Trần Ngọc Phong. Em là hướng dẫn viên của công ty lịch Việt Tranh. Phong xin hân chào đón cũng như hân hạnh được đồng hành phục vụ toàn thể đại gia đình mình ạ. Vâng, cho nên trong xuyên suốt cái hành trình này thì quý gia đình chúng ta mình cần sự hỗ trợ gì, hoặc là chúng ta có những cái vấn đề gì đó, chúng ta cứ báo Phong ơi giúp đỡ tất cả quý anh chị mình, hoặc là anh mình muốn cái này, chị muốn cái này, chị muốn cái kia, nằm ở trong cái khuôn khổ trong cái chương trình của mình nha anh Tiếp. Em hỏi cho rõ luôn chứ để nói tối anh Phong ơi giờ anh muốn thì sao thì chết luôn đấy. Không, nói vậy thôi chứ anh Tiếp, bà xã không có đi trên xe này thì mình cứ bình thường không sao hết. Dạ. Dạ vậy chứ, nói chứ vậy chứ có con đi theo mới chết đi. Dạ không, nói vậy thôi để chi chúng ta có những cái lời nói đó. Ủa có con ở kế bên thiệt hả? Trời đất ơi, Phong nói dẫn dẫn mà cũng trúng thiệt nó trời. Rồi chú Phong sẽ chính là những cái lời nói của mình, thấy chưa? Bé ngồi bên bố nhìn bố chầm chầm, mặc dù con không hiểu cái gì hết. Cái gì? Cái tối mà tranh thủ dập dìu là sao? Chị ơi. Không được, không được, con nít không có cho ngủ gầm giường được. Em tưởng đâu nói tối dập dìu nữa là chết đi. Vậy thôi, Phong cũng xin giới thiệu về cái chương trình của mình một tí xíu. Chắc vừa giới thiệu xong là mình cũng đến nhà hàng để mình ăn cơm rồi đó nha. Đại gia đình mình thì bây giờ chúng ta sẽ rời khu vực, đó chính là khu vực của cảng hàng không quốc tế Cần Thơ ở đây. Anh chị trước đây còn có tên gọi đó chính là sân bay Trà Nóc, cho nên đôi khi chúng ta hay nghe đến sân bay Trà Nóc, đúng không anh chị? Cũng là sân bay Cần Thơ ở đây, nhưng hiện nay tên gọi chính đó chính là cảng hàng không quốc tế Cần Thơ ở đây anh chị. Chúng ta sẽ di chuyển, chúng ta tạm thời trong ngày hôm nay mình sẽ chia tay cái miền người ta gọi là miền Cần Thơ gạo rách nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về, để ngày mốt chúng ta sẽ quay về lại thành phố Cần Thơ ở đây. Chiều ngày mai chúng ta sẽ quay về đây, tối mai anh chị mình sẽ ngủ ở đây rồi. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm xong thì mình sẽ di chuyển về hướng Sóc Trăng, Bạc Liêu để chúng ta di chuyển về với lại vùng đất mũi Cà Mau. Rồi sau khi chúng ta ra đất mũi Cà Mau đó anh chị, tối nay chúng ta sẽ về, chúng ta nhận phòng nghỉ ngơi tại thành phố Cà Mau. Và trong chương trình bắt đầu sáng ngày mai, anh chị mình sẽ đi, chúng ta đi đâu đó chính là chúng ta sẽ đi ra ngoài khu vực đất mũi Nam Căn, độ tầm khoảng 50 km nữa đó. Rồi sau đó là buổi chiều bắt đầu chúng ta sẽ quay ngược về lại thành phố Cần Thơ ở đây, chúng ta tham quan những cái chương trình tại thành phố Cần Thơ. Ngày mốt bắt đầu anh chị mình sẽ đi đâu đó chính là chúng ta đi vào làng du lịch Mỹ Khánh, chúng ta tham quan chợ nổi Cá Răng ở thành phố Cần Thơ. Rồi xong tiếp tục là ngày hôm sau nữa là mình sẽ đi về thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta chỉ đi ngang.